nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam hướng tới các trận đấu sắp tới tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phối hợp với câu lạc bộ Hà Nội để tổ chức cuộc hội chẩn về tình trạng chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cuộc hội chẩn đã được tiến hành vào chiều ngày 5 tháng 3 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội, đại diện ban y học Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phòng khoa học và y học thể thao, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các bác sĩ đội tuyển, đại diện bộ phận y tế, trung tâm BVF và đặc biệt là sự góp mặt của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y học thể thao, cơ xương khớp và chấn thương chỉnh hình đến từ bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức. Trước khi tiến hành hội chẩn, các chuyên gia đã nghe cán bộ y tế câu lạc bộ Hà Nội và chuyên gia vật lý trị liệu của trung tâm BVF trình bày về tình trạng hiện tại và tiến độ phục hồi chấn thương của Đoàn Văn Hậu, khám lâm sàng và đánh giá mức độ chấn thương của Đoàn Văn Hậu qua kết quả chụp cộng hưởng từ mới nhất. Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, phân tích về chuyên môn và thảo luận chia sẻ về kinh nghiệm điều trị đối với các trường hợp gặp chấn thương tương tự như Đoàn Văn Hậu, các chuyên gia, bác sĩ tham dự hội chẩn thống nhất quan điểm sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ phục hồi chấn thương theo phác đồ điều trị, tập luyện mà Đoàn Văn Hậu đang thực hiện tại trung tâm PVF. Đồng thời, thường xuyên tiến hành các kiểm tra chỉ số về cơ lực, biên độ vận động để theo dõi tốc độ phục hồi chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đang ở giữa giai đoạn tập hồi phục sau phẫu thuật, dự kiến cuối tháng 4 tới, hậu vệ này sẽ bước vào giai đoạn cuối tính theo phác đồ điều trị hiện tại. Đến thời điểm đó, các chuyên gia, bác sĩ sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả, sau đó tùy theo tình trạng thực tế sẽ tiến hành các giải pháp để giúp Đoàn Văn Hậu có sự phục hồi nhanh nhất. Đoàn Văn Hậu gặp phải chấn thương rách sụn trên ngoài đầu gối phải hồi tháng 9 năm 2020 sau khi trở về từ câu lạc bộ Herenveen. Đến ngày 10 tháng 12 năm 2020, hậu vệ này đã được phẫu thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tập luyện phục hồi chấn thương tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF từ tháng 1 năm 2021 cho đến nay. Theo đánh giá của ông Adrian Diop, trưởng bộ phận vật lý trị liệu của PVF, tình trạng chấn thương của Đoàn Văn Hậu đã có dấu hiệu phục hồi khá tốt. Tuy nhiên, hậu vệ này vẫn cần được tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá thêm trong thời gian tới.